Alo, alo, Ngọc xin mến chào đại gia đình thân thương của Ngọc nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc. Và lời nói đầu tiên, xin Ngọc mến chúc đại gia đình của mình một ngày mới thật là vui vẻ nha. Và mọi người ơi, nếu mọi người thích những cái clip về chuyện phòng the sinh lý của một người phụ nữ, một người đàn ông, thì xin mọi người đăng ký kênh ủng hộ cho em gái miền Tây nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngày hôm nay là một cái clip mà Ngọc chia sẻ một cái chuyện thầm kín. Trời đất ơi, chuyện khó nói lắm. À, xem phim xét hay còn gọi là phim hai con heo nhiều quá thì có sao hay không, có lợi hay có hại, tại sao? Thì mời mọi người cùng nghe những cái lời chia sẻ của Ngọc về cái chuyện phim hai con heo nha. Mình là tín đồ nghiện xem phim hai con heo, nhưng mà cái hiệu quả nó mang đến cho mình là cực kỳ thích thú, nhưng cũng có những cái lợi mà bất cứ ai cũng nên xem để biết tại sao lại có cái hại và có cái lợi này, và cái lợi ích và cái tác hại nó ra làm sao. Thì Ngọc nghĩ rằng đây là cái chia sẻ mang tính chất cá nhân của mình, những chuyện thầm kín phòng the mà Ngọc rất ít khi chia sẻ ra. Thì ngày hôm nay mình ngồi đây để cùng mọi người cùng tìm hiểu cái chuyện đó nha. À, phim xét, phim con heo là hai từ mà không thể nào mà nhiều người người ta tìm kiếm ở trên mạng, nhưng mà rất ít người biết được cái chuyện nó mang đến những lợi ích và tác hại như thế nào. Nhìn chung, phim xét hay còn gọi là phim hai con heo thì đó là một cái chủ đề phim dành cho người lớn. Và Ngọc nghĩ rằng người lớn thì ai cũng muốn tìm về những cái bộ phim người lớn, thì người ta hiểu được cái phim đó nó sẽ mang đến những cái lợi ích gì đó, cho nên là người ta mới đi tìm kiếm. Thứ nhất đó là cái sự ham muốn khi mà mình đến một độ tuổi trưởng thành rồi, mình có những cái cơ quan, bộ phận, cơ thể nó phát triển rồi, nó to, nó bự. Thì khi đó đó là cái nhu cầu làm tình nó bắt đầu nó xuất hiện. Thì khi đó đó những người đàn ông người ta có xu hướng rằng là nếu những người mà người ta chưa có vợ, hay còn gọi là những người đàn ông mà còn độc thân á, hay là còn những người đàn ông mà đã lớn tuổi rồi mà vợ bỏ hay vợ mất hay là ly dị, thì là một người đàn ông không có vợ khổ lắm ai ơi. Cho nên là khi mà họ đi ra đường, trời đất ơi, thấy những cô gái mơn mởn mận cái áo đầm, mận một cái váy đi ngang qua thì ôi rồi ôi, nước miếng nó chảy chảy chảy. Người đàn ông nào cũng thấy gái đẹp thì cũng đều mê như nhau hết. Và cái sinh lý nó là một cái điều hiển nhiên, con người mà ai cũng ham muốn hết. Và cái chuyện ham muốn đó mình kiềm chế làm sao, chứ có nhiều cái trường hợp kiềm chế không nổi là dẫn đến tình trạng gọi là hiếp dâm, rồi bị ảnh hưởng, bị pháp luật người ta can thiệp vào thì tù tội, cũng tội nghiệp lắm. Cho nên là khi mà mình có một ham muốn vậy thì Ngọc khuyên các anh đàn ông, thì chị em phụ nữ cũng có nha, cũng có ham muốn trỗi dậy luôn. Khi mà chồng vắng nhà rồi, chồng mất hay là chồng bỏ thì cũng có những cái ham muốn, cũng có những cái nhu cầu muốn được làm tình, nhưng không có người làm tình. Thế thì họ nghiện, họ nghiện bằng cách họ ham muốn tột độ quá đi, thì khi đó họ sẽ mở những bộ phim, họ tìm những bộ phim hai con heo, họ truy lùng ở trên mạng khắp nơi, hay còn gọi là phim xét đó, thì để họ xem. Họ xem thì khi đó họ thích thú, thì khi đó họ sẽ, cái bản năng con người của mình mà, ai cũng như ai, nam cũng như nữ, ai cũng ăn cơm như nhau, ai cũng có nhu cầu sinh lý, cũng ham muốn như nhau hết trơn á. Trời, ai mà nói là tôi không có ham muốn đâu, trời, mấy cái chủ đề này tôi đâu có thích nghe, tôi đâu có cần, thì Ngọc nghĩ đó là bạn nó nói xạo, bạn nó lừa dối chính bạn đó. Tại vì bất cứ một ai, nhiều hay ít, thì đều có những cái ham muốn tình dục riêng, đúng không ạ? Mọi người khẳng định với Ngọc là có đúng rồi, đó chính xác thôi, chứ những gì Ngọc nói là nó thật luôn á, thật thẳng thắn luôn. Là Ngọc nói những dùng những cái từ rất là bình thường, bình dị, giống như hai người bạn mình chia sẻ với nhau một cái chủ đề về cái chuyện mà mình nghiện phim xét. Có rất là nhiều người đàn ông, người ta xem riết, người ta làm, người ta thủ dâm, người ta làm riết của người ta xuất tinh, người ta cảm thấy cực khoái, người ta cảm thấy đê mê, thì khi đó người ta bị nghiện phim xét lúc nào không hay. Và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc sống của người ta, bằng cách là có một anh chàng người Mỹ nha, anh ta chiếu ở trên một tình cờ, một xem trên YouTube á, thì anh ta nói rằng là anh ta nghiện phim xét đến nỗi là người ta, anh ta ăn, anh ta cũng coi phim xét luôn. Nhai ăn cũng coi phim xét hai con heo, rồi ngủ cũng coi hai phim xét luôn, rồi đi đi đâu cũng phải coi coi phim đó, cho nên là đi làm cũng coi luôn. Cho nên là cái chuyện mà cái phim đó làm cho anh ta bị nghiện rồi. Và cái nghiện như vậy nó là tốt hay xấu? Cái nghiện thì nó không bao giờ ghiền rồi đó, giống như ghiền ghiền phim xét rồi, thì không thể nào là tốt được mà là xấu. Nhưng mà bên cạnh đó, nó mang đến những cái lợi ích tuyệt vời khi mà mình
xem phim Z nhiều. Thì khi đó nó lợi ích tuyệt vời là cái gì? Mới vừa nói xấu xong là không có lợi, bây giờ nói có hại. À, không không nó có lợi, nó có hại, rồi giờ nó có lợi là có lợi làm sao? Có nhiều người sẽ bắt bẻ Ngọc như vậy, cho nên Ngọc sẽ xin phép được nói luôn là khi mà mình xem phim như vậy đó thì mình sẽ có những cái kiến thức rất là vững vàng trong cái chuyện làm chuyện ấy. Cho nên là quan hệ là một cái quan hệ tình dục là một cái chủ đề miên man, và khi mà một người mình quan hệ với một người đàn ông mà người ta nắm được những cái kiến thức đó, người ta dẫn dắt mình theo, cái cuộc yêu nó mới nồng nàn và nó ngọt ngào hơn bao giờ hết, giúp cả hai cùng thăng hoa trong tình dục luôn. Và Ngọc nghĩ phim Sex nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người, hoặc là những người người ta FA, người ta không có người yêu đó, người ta có thể giải quyết sinh lý khi người ta xem phim. Đó là cái lợi ích rất là tuyệt vời, không ảnh hưởng tới pháp luật, không ảnh hưởng tới xã hội và không ảnh hưởng tới ai hết. Đó thì mình giống như mình ngứa đâu thì mình gãi đó vậy đó, bình thường. Đó, Ngọc nghĩ rằng nó không có gì là bệnh hết. Nhưng một người đàn ông hay một người phụ nữ mà nếu mà nghiện quá rồi thì người ta sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái công việc của mình, đến cái trí não của mình. Ta nói xem riết rồi thì không còn thấy thích thú nữa. Một người đàn ông khi xem quá nhiều rồi, ăn cũng coi phim, tối ngủ cũng coi phim, đi đâu cũng gì xem phim hết, thì lúc đó nó xem là để cái bộ phận ở dưới nó đứng lên để mà làm việc. Còn cái này xem xong thì cái bộ phận ở dưới nó cứ nằm ngủ vậy nè. Riết rồi bị bệnh gì mọi người biết không? Bệnh liệt dương. Và nghiên cứu khoa học nói rằng là mình nghiện phim sách quá thì nó ảnh hưởng đến cái bộ phận sinh sản của mình. Sau này khi mà mình lấy vợ á, thì mình sẽ không còn ham muốn với người vợ đó, tại vì mình xem phim sách rồi mình tự làm mình riết à. Cho nên là mình biết được cái phân đoạn nào mình xuất, cho nên là mình khi mình làm với vợ của mình thì mình không có đã. Và nhiều khi có nhiều người người ta còn tưởng vợ của mình á, là người ta bắt cô vợ phải làm giống như cái cô diễn viên trong phim á đó. Cho nên là có nhiều khi cặp vợ chồng người ta ly dị nhau bởi vì cô vợ nói chồng mình sao nó bệnh dữ quá, chắc có ly dị nữa quá chứ sao ở được, trong khi đó mình là người, còn con diễn viên trong đó là nó làm bằng mọi cách để cho cái bộ phim nó ăn khách, được nhiều lượt xem, được tiền. Còn cái này tự nhiên á là mình làm giống con nhỏ đó đâu có được, đúng không? Cho nên là cái bộ phim nó chỉ là bộ phim khi bạn xem để giải trí mà thôi. Còn nếu như bạn áp dụng cái đó vào trong cuộc sống thực tế này cũng phải từ từ, để cho cái người phụ nữ của bạn chấp nhận và hỏi ý kiến của bạn, cô ấy xem là cô ấy có thích vậy không. Thì bắt đầu là hai người làm như vậy thì mới mang đến một cái hiệu quả, một cái kết quả tốt, và giúp cho cả hai cái cuộc sống tình dục của hai người nó mới thăng hoa, mới hạnh phúc được, mới giữ lửa hôn nhân được. Chứ bây giờ mình áp dụng vậy mà cô vợ không chịu thì coi như gãy gánh giữa đường đó. Cho nên đây là những cái chia sẻ của Ngọc về những cái lợi ích và những cái tác hại mà phim sex nó mang đến trong cái cuộc sống này. Đó, đôi khi nó cũng rất là tuyệt vời và đôi khi nó cũng là con dao hai lưỡi ha. Thì cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều vì đã lắng nghe cái chia sẻ này của Ngọc, và mến chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ. Mong mọi người sẽ đăng ký kênh, ủng hộ những chủ đề của Ngọc nha. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại tất cả bạn những clip tiếp theo. Bye bye.